Hello cả nhà, thì con em mình nó thèm mì Ý và gà rán. Nhưng mà chúng ta nếu ra Lotte hay là Jollibee á thì ăn nó không có đã. Cho nên mình sẽ làm ở nhà. Nguyên liệu thì rất là đơn giản cũng như là cách làm. Thì mình cầm mì Ý, vì làm cho cả gia đình ăn cho nên mình sẽ là sử dụng 3 bịch này. Gà rán thì mình sử dụng đùi và cánh, nửa cái đùi và nửa cái cánh. Thì nếu mà mình chiên như đây á thì mình sẽ chuẩn bị 2 bịch bột khô, bột tẩm khô như thế này nè, bỏ vào cái hộp á, có cái nắp, mình lắc và chiên thôi, rất là đơn giản á. Còn về cái sốt mì Ý á thì gồm cà nè, hành tây, ủa xin lỗi, hành tím và thịt bằm. Giờ thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Cà thì chúng ta sắc lát á, bỏ vào máy quay sinh tố nè, xoay cho nó nhanh. Các bạn có thể bằm cũng được, nhưng mà mình nghĩ là các bạn xoay đi thì cái sốt của chúng ta nó sẽ mịn hơn, nó ngon hơn. Các bạn bỏ dầu vào, mình bỏ hành tím vào, mình phi cho thơm. Sau khi mà hành tím thơm rồi thì bỏ cái nước sốt cà hồi nãy mình xay vào, để cho nó sôi, thiệt sôi, đảo đều như thế này. Bỏ cái thịt bằm vào và bắt đầu chúng ta nêm nếm vừa miệng ăn là xong. Các bạn quậy cái sốt cà của chúng ta nè, khi nào mà nó sệt thì sệt như thế này nè. Hồi nãy là nó lên tới đây nè, mà mình quậy hồi cái nó cạn nước, nó còn nhiêu đây. Khi mà nó sệt, mình khuấy nó nặng tay rồi thì chúng ta bỏ thịt vô nha. Cái này tới 2 kg thịt rồi. Rồi chúng ta quậy lên và nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn nha. Nha cả nhà. Đó, mình đã bỏ thịt vào rồi đó. Bây giờ là chỉ cần luộc mì. Mì nó cũng đang sôi đây. Luộc mì rồi chúng ta vớt ra để ráo, chúng ta bỏ sốt vô. Vậy là quất. Các bạn lấy gà rồi cắt cái bịch bột khô hồi nãy á, bỏ vô cái hộp, xóc y chang như xóc bầu cua vậy đó. Rồi chúng ta bắt đầu chiên thôi. Xong cái nước sốt rồi, chúng ta bài lên dĩa. Rồi chan cái nước sốt đó vô, trộn đều lên và ăn thôi. Rồi xong rồi nè cả nhà, hấp dẫn chưa? Mời cả nhà nha. Hello các bạn nha, thì sau khi ăn uống no say rồi thì anh em mình ngủ một giấc, sau đó dậy tắm rửa và bắt đầu ra đầm diều của Mỹ Tho. Bây giờ các bạn cùng đi theo chân của anh em mình nha. Bây giờ anh em mình đang chạy lại đầm diều nè các bạn. Giờ này chắc cỡ 4 giờ mấy rồi, cỡ 4 rưỡi rồi, giờ cũng khá là mát rồi. Nắng rất là đẹp luôn. Đang trong mùa dịch cho nên là các anh em mình vẫn sẽ đeo khẩu trang để mà thả diều nha, cho nên là mọi người thông thông cảm nha. Các bạn ơi, thì cách anh em mình không xa là đầm diều của Mỹ Tho nè, ở đây rất là rộng luôn cho nên là thả diều á rất là tiện. Nói chung là Mỹ Tho có cái chỗ này để mà thả diều á. Bây giờ là mình chạy mà gió nó rất là nhiều luôn, là đã lắm, mát cực kỳ luôn. Bây giờ còn hơi nắng, chắc người ta cũng chưa ra thả diều nhiều. Tầm khoảng độ 5 giờ, 5 giờ rưỡi trở lên á thì lúc đó diều mới bắt đầu nhiều. Kệ em quay lên mấy cái đó đó. Sau khi mà chạy một vòng rồi thì anh em mình đã tìm được một cái nơi lý tưởng để mà thả, mặc dù còn rất là nắng. Quay lại đằng kia kìa, các bạn thấy không, nắng cực kỳ luôn. Nhưng mà cái quảng trường này mình nghĩ là chỗ rộng nhất của Mỹ Tho rồi, đẹp cực kỳ, xuất sắc luôn. Tuy nắng nhưng mà nó rất là đẹp. Giờ anh em mình lắp diều và căng diều thôi, các bạn đợi mình xíu nha. Các bạn ơi, đang khát nước mà thấy ba ly cam này nó đã gì đâu luôn á. Ok,
Đây là giải khát cho mình, em gái mình và bé quay phim nha. Thấy rõ không em? Hả? Các bạn thấy diều rồi của mình lên chưa? Gió nhiều vậy nè, thả rất là đã luôn. Không có cần mà phải một người cầm một người ấy. Trời đất ơi, thả kiểu gì vậy? Này em cầm dây nè, em cầm con này đi, anh thả con đó cho. Em cầm con này đi, anh thả con đó cho. Nè, em cầm con này đi, anh thả nhớ chưa? Em chừng chừng cho cái mẹ nè, cầm. Để lớn. Ok mọi người, thì trời cũng đã sập tối rồi, thì anh em mình cũng sẽ chuẩn bị về đây. Đây thì rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình nha.
Rất là cảm ơn mọi người, và mọi người nhớ like, subscribe và cũng như là share để ủng hộ cho anh em mình nha. Nếu các bạn muốn anh em mình làm thử thách gì hay là làm món ăn gì thì cứ để comment bên dưới, biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye đi.